Xin chào tất cả mọi người nha, chào tất cả bạn, cô bác đã quay trở lại với channel của Mi Chứ. À, hiện tại nó đang là giờ tối 30 Tết của khu vực Mi Chứ nha. Và này, hiện tại thì bà con người ta cũng đã, mình vừa mới mời bà con người ta ăn cơm xong rồi. Bây giờ thì còn một số thịt thừa cho ngày hôm nay, thì chúng ta xử lý như thế nào đây? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và xử lý cái thịt thừa của ngày hôm nay nha. Rồi ok, xin mời các bạn. Rồi bây giờ thì còn mình một mình thôi mọi người ơi. Một mình sống trên bếp củi lửa hồng. Đây các bạn, đây là cái mẹt nhá. Trời ơi, đây thừa thịt gà đây này. Và đây là cái mẹt của chúng ta sẽ dùng trong ngày hôm nay. Do là mình hôm nay mình có mổ một con lợn nhỏ xíu để cho bà con người ta cũng ăn, nhưng mà bây giờ là thừa nhiều quá trời, không biết là sao luôn. Chúng ta cần lại bắt đầu là cái đầu lợn này. Đấy, lại bắt đầu là lấy nó đi ướp muối để bắt đầu làm thịt chao, thịt gắp bít này. Trời ơi, một số càng điếc này. Ok, chúng ta sẽ bỏ hết ra ngoài nhá. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đổ muối vào thôi. Trên vùng cao người ta chỉ làm bằng muối thôi. Rồi chúng ta xử lý cái vụ này trước đã. Bây giờ là mình sẽ xử lý qua từng miếng nhỏ. Lúc đấy mình cắt hết thịt mới xương. Giờ là cho mỗi khúc nào trước đây. Mấy khúc này trước nha. Này cho nhỏ xíu thôi. Vài hôm chúng ta lại bắt đầu ấy à. Cần thêm thì khi chúng ta cần cho thêm gừng hay các thứ thì chúng ta sẽ cho vào sau. Chúng ta phải trộn nước xong rồi chúng ta cho gừng hoặc là tiêu các thứ vào sau. Đây nha. Này chúng ta phải cho kỹ vào, không kỹ là nó bị hôi luôn đó các bạn. Mình định cho gừng vào nhưng mà không biết là nó có được không, bởi vì là hôm trước mình có cho một lần đấy, vì là từ trước đến giờ ở trên này cũng ít cho gừng lắm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho từng miếng vào trong này đi. Chúng ta chỉ cho một cái lớp gừng xung quanh bao bọc lại thôi, chứ mình không cho được nhiều được. Này cho mình chỉ cho vào ngày 3-4 ngày thôi, mình lại lấy ra. Xong lấy ra treo mà. Cho một cái lớp mỏng mỏng xong mình bắt đầu mới cho cái hạt tiêu với lại một ít cái củ củ gì ta, gừng á, băng lên trên, bôi trên thôi, chứ mình cho nhiều quá là cái này nó không ấy được, quá tải nó không giữ được. Mình cho thêm ít gừng vào xem nào. Này là mình không thể cho nhiều được nhá. Nếu cho nhiều quá thì nó lại ấy. Trên này khác xuôi, không biết trong đây có khác không. Lờm bảng. Cái này chỉ cho nó có cái mùi vị à. Thế sau này mình cũng rửa qua rồi, nó cũng qua hết rồi. Nó có cái mùi vị nó bám vào thì sẽ thơm hơn, ngon hơn sao. Trước mình có cho một lần. Vẫn kê được, nhưng cái mình cho nhiều quá, nó ra nước nhiều quá xong là muối nó không có thấm hết vào mà. Cho thêm nữa. Ok. Nên
này phải theo thôi, không theo là không được rồi. Mai mình còn ăn 2-3 ngày nữa các bạn ạ. Đấy, giờ là cho thêm gừng vào trên này nữa. Đây là kia lưỡi nhá. Còn mấy cái cổ đầu trâu, đầu ngựa này nữa này. Này con lợn này hôm nay thì tầm hơn 2 yến tí thôi. Đấy. Cho luôn hết luôn. Ok, vậy chúng ta đã vừa mới xử lý xong rồi. Còn cái tí tẹo này thì cái này chắc là mình để xong là mai nấu luôn, nấu làng luôn mà bất tiện, mình cũng không cho muối vào nữa. Mai mình đốt xong mình làng luôn, cho bữa ăn ngày mai thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vậy là mình vừa mới làm xong cái nước lợn chuồn, làm xong cái thịt ức muối gừng đây rồi. Bây giờ mình sẽ bê đi cướp ở một chỗ nào đấy tầm 4-5 hôm gì đấy á, là một tuần đấy các bạn. Thì mình bắt đầu là sẽ lại lấy ra để trao, như là cái mình trao ở kia kìa. Đó, cái mình kích trao ở kia thì mình cũng trao được lâu lắm rồi. Đó, ta xong cho thêm mấy cái gừng này vào ấy, để cho nó có cái mùi vị nó đặc biệt một tí. Nhưng mình cho gừng này là mình không để được lâu được nhá. Mình để lâu là nó hỏng thịt đấy nha. Cái này để tầm tuần vẫn ok. Hôm tuần là không dùng được rồi, bởi vì là cái gừng này á mình không biết sao nữa. Nhưng mà lần nhiều lần nó bị thất bại do là gừng mình băng ra nó không có đúng sao. Và bây giờ mình sẽ mang nó ra cướp và sẽ trao, sau này sẽ trao giống như những cái trên này. Đó, trước thì mình có trao đây này, các bạn xem này. Này thì mình trao bây giờ là đỏ chót đây, gần đỏ lên rồi đấy. Đây toàn bộ cái thịt mình trao của mình. Trước mình có làng đây, nhìn đây. Đây. Tò, thịt mỡ nhà màu hơi vàng vàng tí. Do mình trao ở đây á, xong là nó bị dính cái cho hay cái khói á, khói củi á. Này. Đấy, đóng này. Đấy, bên này này. Đây là thịt mông nha, toàn thịt mông nha. Đây là thịt ở dưới đuôi mà vẫn nạc hết đấy nha. Vẫn béo. Bên này thịt trên này mới là thịt con lợn nhỏ xíu nên là thịt trên này nó nạc hơn này. Đó, còn miếng này thì dậy ăn hết rồi. Còn tí đóng này thôi. Đó, nếu các bạn còn thấy video hay đừng quên nhấn đăng ký nha. Mà đây là thịt lợn gáp bếp. Nhìn mỡ này. Đó, mỡ dày chưa? Nó không có dày lắm. Nhìn rất là ngon. Mà mình cứ để trên xong là nhón bếp củi trong này thôi. Nhón bếp xong khói nó bắt đầu lên này. Lên xong là tầm 2-3 tháng, 4 tháng gì đấy á. Đen thui. Lúc đấy thịt ngon lắm. Mỡ ăn cũng dai dai, ngon ngon. Không biết trắng luôn, không biết ngán luôn. Giờ là mình bỏ mấy cái này. Đây là cái thức ăn thừa ngày hôm nay ạ. Mai gọi nốt mấy cô bác lên ăn tiếp theo nữa là xong. Coi như là nhiệm vụ của mình Tết là xong lô. Mai mùng 1 rồi. Mai thì sẽ có đoàn khách khác. Và ngày mai là ngày ở nhà thôi. Nên là mọi người có thể là lên chơi mít chứ nha. Ok, mấy cái nhang. Nhang trên này mình đốt nhang này. Cái nhang này đốt. Này phải đốt cái này cả đêm, đến sáng luôn. Không có cho nó tắt lửa luôn này. Đó, trên này đó mình phải đốt, bỏ lên trên này đốt cả ngày luôn. Đến mùng 2 là bắt đầu là kiểu như là chia tay người cõi âm ấy. Xong bắt đầu mới không đốt nữa. Là bây giờ người ta đang hưởng thụ thì ăn Tết cùng với mình cũng phải đốt thôi.
Củi này, củi gần hết rồi, bên ngoài vẫn còn nhưng mà không có kinh vào trong này. Vì chỗ nó chật quá. Mình mà cho vào trong này là chật. Rồi, ok. Sáng lên, sáng lên, sáng lên. Cháy. Rồi, mình cho vào trong cái này nè. Là cho vào trong cái này nó bịt kín lên rồi. Kia chậu úc lên, cho cái thớt lên, đẩy lên cho nặng. Và tiếp theo là cho cái này lên luôn. Đó. Đây nha, phía trước con cún đang ngồi đấy này. Bao nhiêu thứ đồ nhà nhỏ xíu bây giờ chật hết rồi. Đó. Chào tất cả mọi người nha. Vậy là các bạn vừa theo dõi cũng như xem mấy chứ vừa xử lý xong một số cái thịt của ngày hôm nay. Này nó quá. À. Nước sai sai mệt lắm. Có mấy 2 ly thôi là mệt. Đây, hiện tại thì mình bắt đầu là xong rồi. Và bên này thì như các bạn biết trên này thì nó có một cái đèn đèn dầu nhưng mình không có đèn dầu nữa. Thì bây giờ mình di chuyển nó thành một cây nến cũng có thể đốt qua đêm luôn. Không có cho nó tắt luôn nha. Tắt khi nào là mình phải thêm vào đó. Như là khi mà hết thì mình vẫn thêm cái mới vào. Còn trên này thì thắp nhang làm vẫn cả ngày đêm luôn. Đến mùng 2 mình mới kết thúc được. Lúc đấy thì nó không thắp nữa. Bây giờ đồ đạc của mình thì lộn xộn quá trời. Đây này. Đó. Do là cái nhà hơi chật 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 một tí thôi, không có sao. Bây giờ thì mình cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Tết của mình trên vùng cao này thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nếu các bạn mà muốn khám phá sâu hơn nữa thì có thể là lên vùng cao mình ăn Tết vào năm sau nha. Thì hôm nay cũng có một cặp đôi trẻ từ miền trong, miền xuôi cũng lên trên này để khám phá Tết cũng như là trải nghiệm cái Tết của người Mông nữa. Mà hai anh chị đấy bây giờ đang đi ăn cơm ở bên nhà ông bà cách đây tầm 3 cây số rồi đấy. Đi bộ thôi, chắc là 2 cây thôi. 2 cây số thì đấy, đi bộ. Không biết là về chưa? Bây giờ là mình cũng xin dừng cái buổi video của mình ở đây. Nếu các bạn có thứ hai đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều cùng xem nha. Để nhận được những video mới nhất thì nhớ đăng ký. Rồi, bây giờ xin chào và tạm biệt các bạn đây. Bye bye. Mai là được đi chơi Tết bác vợ rồi nha. Đến mùng 4 mới được đi. Chào các bạn tí thôi. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.